Xin chào quý bà con thân mến. Thì hôm nay mình làm một cái video mình quay cái tủ hạt giống mình nha bà con. Mình sẽ thông báo với bà con là hôm nay đã có hàng 266 của công ty Nam Việt. Thì bà con gọi điện đặt hàng bên mình cũng nhiều á. Thì hôm nay bà con cứ gọi điện có cái hạt giống 266. Bên mình có bán tất cả các loại hạt giống dưa hấu và thuốc đặc trị bệnh cho dưa hấu, thuốc dưỡng cho dưa hấu. Thì đây là cái gói hộp 20g 266 của công ty Nam Việt. Thì bà con cần có nhu cầu với cái giá tiền là 185.000, có nhu cầu thì các bà con cứ gọi điện cho mình cái số điện trên màn hình. Mình làm một cái clip ngắn nha bà con. Rồi, xin chào bà con và các bạn.